Xin chào tất cả các bạn, hôm nay xin mời các bạn cùng với Watuniki đến với chương 11 của bộ truyện Cliché. Bộ truyện được sáng tác bởi nhóm tác giả Phương Lan và Hồ Điệp. Để nghe chọn bộ các chương truyện khác của Watuniki, hãy truy cập vào kênh và danh sách phát và đón nghe thêm nhiều các bộ truyện thú vị khác nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với chương 11 của bộ truyện Cliché. Sự thật là Ni không chết sau vụ tai nạn. Cô chỉ là rơi vào tay của gã đàn ông đang làm môi giới mại dâm. Cô bị ép buộc trở thành một gái điếm kiếm tiền cho lão. Cái lão mà nhiều năm về trước cô đã được giải thoát nhờ bà Phương. Nhưng dưới sự sắp đặt của số phận, cuối cùng, bằng một cách nào đó, cô lại rơi vào tay ông ta. Đối diện với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều lần trong căn phòng tối, Ni cầm con dao nhỏ muốn cắt vào cổ tay mình. Nhưng cuối cùng cô bỏ xuống và ôm mặt khóc nức nở. Giữa những tiếng nấc vẫn không ngừng gọi tên Quân. Ni không sợ chết. Cô không biết sau khi chết người ta có thực sự khóa thân thành linh hồn hay không. Nhưng Ni biết rất rõ nếu như cô không quay về, người đau khổ nhất chính là Quân. Quân sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình và sẽ mãi sống trong đau thương và dằn vặt. Vậy nên Ni nhất định phải quay về, nhất định phải nói với Quân rằng đó không phải là lỗi của cậu. Cho dù Ni có thể không bao giờ cười được nữa, cô vẫn muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu em trai bé nhỏ của mình. Nhiều năm về sau, nắng vàng hiu hắt trên những bức tường trắng lạnh lẽo, ngôi nhà hạnh phúc năm nào giờ đã nhuốm màu thê lương. Ngoài cổng, một cô gái nhấn chuông cửa. Cô gái im lặng hồi hộp đứng chờ. Lát sau, một ông chú râu ria sồng soàng đang vứt về những chú cún. À không, thật ra là một thanh niên uể oải luộn thuộn từ từ mở cửa. Hai người sững sờ nhìn nhau, một phút, hai phút trôi qua và cuối cùng nghẹn ngào ôm nhau bật khóc. Ba năm chìm trong đau đớn, cuối cùng Ni đã có thể trở về và đứng trước mặt Quân. Bằng xương bằng thịt, không phải là ảo ảnh trong những giấc mơ chập chờn. Quân râu tóc già nua lại như đứa trẻ ngày nào. Hoa trong nước mắt là nụ cười của cậu, nụ cười mà Ni luôn trông chờ được thấy, nụ cười khiến Ni vượt mọi đớn đau. Quân biết chị Ni sẽ về mà, Quân biết chị Ni sẽ không bao giờ bỏ Quân lại một mình mà. Một người phụ nữ trung niên tiểu tụy cũng bước ra từ sau cánh cửa, nhận ra Ni, bà vội vã bước lại, vui mừng khi con gái trở về. Bà cũng chú ý cuốn tập giày mà cô cầm trên tay. Bà Phương ngồi trên ghế, thận trọng lật dở từng trang và rơi nước mắt vì xúc động, giữa những đau đớn và hy vọng, giữa thực tại mờ ảo và giấc mơ, Ni không ngừng viết. Dần dần những mảnh ký ức không phân biệt được đâu là thực, từ đó dưới ngòi bút của Ni trở thành một tác phẩm độc đáo. Sau gần ấy năm, Ni đã có thể thay bà Phương thực hiện ước mơ. Và đó là toàn bộ nội dung chương 11 của bộ truyện Cliché. Các bạn có thể truy cập vào webtoon.vn để có thể đọc thêm nhiều các bộ truyện thú vị khác nhé. Nếu các bạn thích video, đừng quên like, subscribe và comment cho chúng mình biết ý kiến của các bạn với nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.